Cửa hàng Minh Nguyễn Auto xin kính chào các khách trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022. Bên em hôm nay tiếp tục cập bến giới thiệu cho các bác một dòng mic Beyer vỉ tím. Đời gọi là khá là cao. Con này có cảm biến gia tốc và tự ngắt. Con này đầu của nó là đầu đời đầu 7 nha các bác nhá. Đời đầu 7 là đời đầu cao. Đấy. 740 đến 790 MHZ. Đấy. Sản cái đát của nó là 2017 này. Đấy. Đời này thì là sản xuất là 2015 nhé các bác nhá. 2015. Đấy. 2015. Đấy. Đây. BSK7V1 đây. Hai ngày 18 tháng 9 2015. Đấy, và đát bảo hành con này nó là đến 2017. Đấy. Hàng bãi thì bao giờ linh kiện của nó các bác nhìn nó rất là khôn và chất các bác nhá. Đấy, riêng cái linh kiện của nó các bác thì không phải nghĩ rồi. Đấy, quá là đẳng cấp luôn. Đấy. Và đời con này nó là đời đầu 7 nhá các bác nhá. Đây. Đời sóng này nó có sẽ là đầu 6 và đầu 7. Đấy, con này nó là đời đầu 7. Đấy. Đời cao. Dòng này thì nó là dòng đời 2 hộp sóng. Thì cũng như là cái đời hộp sóng to thì nó cũng y như này. Khi các bác mở cái hộp sóng to thì nó cũng như cái này thôi. Đấy, mở ra thì bên trong nó cũng y như này, nó không khác với nhau cả. Cái này ở ngoài nó là chỉ cái đậy bịt hộp sóng thôi. Đấy. Nó với lại cái này thì đều là một nha các bác nhá. Đấy. Đây là một hộp sóng to và hộp sóng nhỏ như này cũng đều là một. Đấy. Các bác nào biết về cái dòng BB Mic Beyer thì các bác nhìn các bác biết ngay, hàng xịn của nó bao giờ nhìn đẳng cấp. Đấy, tem mã của nó đầy đủ hết nha các bác nhá. Đấy. Thông số là 6 lít của nó rất là chi tiết rõ ràng. Đấy, bình thường như những hàng mới nó cũng không có những cái tem ở đâu. Đấy. Đấy. Nói chung là hàng mới các bác nhìn trông nó dại dại của gì ấy. Nên là em lại không thích bán hàng mới. Đấy. Cứ hàng bãi chất lượng là các bác chơi thôi. Dòng này thì em cũng xin báo cho các bác luôn về cái tay. Đây là cái côn mic nhá. Đấy. Côn tất cả là côn là đều là xịn hết, côn bãi xịn hết nha các bác nhá. Đấy, tất cả cái côn này đều là côn bãi xịn hết, côn nguyên bản của nó nha các bác nhá. Nguyên bản của nó. Đấy. Thì dòng này thì sẽ có hai loại. Một loại thì em đã thay vỏ nha các bác nhá. Đấy, vỏ nó hơi xước quá thì em mua cái dòng vỏ cao cấp này về để em thay cho các bác. Dòng này thì cũng rất là hot. Hiện nay ở trên thị trường cũng rất là nhiều anh em bán cái dòng này. Đấy. Và dòng này nó cũng gọi là mới nổi thôi nha các bác nhá. Đấy. Dòng tay inox titan. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy. Cầm rất là sang chảnh. Đấy. Rất là đẹp. Đấy. Hàng bãi thì đa phần những cái nẫy pin có con nó còn. Đấy, có con nó sẽ bị mất nẫy pin. Đấy. Có con còn có con bị mất nẫy pin. Đấy, còn mất nẫy pin thì một giá, còn nếu mà các bác nào lấy còn nẫy pin thì một giá, em cũng xin báo luôn để cho các bác phải biết. Còn mất nẫy pin thì nó cũng không ảnh hưởng cái gì cả. Đây nha các bác nhá. Đấy, ví dụ như cái này. Đấy, nó bị gãy một cái này. Tại sao lý do làm sao nó gãy? Vì ở bên kia nó chơi toàn cái pin sạc không. Cái pin sạc rất là to các bác nhá. Pin sạc đây. Em còn thừa đống pin sạc này. Đây. Đây nhá. Đấy. Pin sạc xịn là bên kia. Đấy, hiện tại là hàng bãi bên kia em về là nô là quá. Tất cả là đều là pin xịn. Pin này là pin 2500 các bác nhá. Pin này nó đưa đến rất là chật luôn. Đấy các bác nhìn này, khít khủng khiếp luôn. Đấy, chật cực kỳ là chật. Đấy. Nó gọi vừa khít luôn, nó không như là cái pin bình thường này. Đây. Đây là cái pin bình thường. Đấy, con thỏ bình thường các bác nhìn này. Ghé rất nhiều. Đấy, đặt phát là không cần để ấy nhá. Đấy, tống tách luôn. Đấy, nhưng mà con này này. Các bác nhìn này. Không xuống được, là phải ấn mạnh xuống được. Đấy, nó rất là chật, nó to. Nên là khi ở bên phòng hát người ta muốn mà nắp pin nhanh người ta phần hay là người ta ấn nó hay bị gãy cái này. Đấy. Mà có khi người ta cũng bỏ này để cắm này để cho nó dễ. Đấy. Dòng này thì về độ chất âm thì không phải bàn về cái dòng Beyer là
Dòng bài ư này là dòng cực kỳ là dễ hát, các bác nào mà mới tập hát mà hát không hay thì hát những cái dòng mic bài ư này nó rất là dễ hát, nó không như những cái dòng mic khác, nó rất là bay tiếng. Đấy, các bác hát nó cảm giác nó như là ảo diệu, như là ca sĩ đấy. Đấy. Còn những cái người nào mà đã là ca sĩ hát thì đa phần là người ta hát những cái dòng mic chuyên sự kiện, mà dòng mic chuyên sự kiện này các bác hát gia đình thì không thể chơi được rồi. Đây là những cái bác các bác là chơi gia đình. Đấy, dùng những cái bộ mic này thì hát nó cảm giác nó mượt mà hơn. Nó gọi là tiếng nó bay hơn. Đây, em sẽ thử cái giọng cái tiếng mic để cho các bác biết nhé. Alo 1 2 3 4 5. Và đây cũng xin giới thiệu cho các bác luôn cái dòng loa thương hiệu của Mỹ đây. Dòng này thì rất là nổi. Trên thị trường anh em cũng bán cũng khá là nhiều. Và dòng này thì nó là hàng thương hiệu của Mỹ nên là chất âm của nó quá là hay luôn. Giá cũng rất là hợp lý. Đấy. Con này thì em đã về em thử rồi, chỉ để gọi là test loa các bác nghe là sướng. Tiếng mic của nó rất là dày nhá. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, các bác nghe tiếng cực kỳ là hay luôn. Đấy, giọng rất là dày. Dòng này thì em chưa ấy. Dòng này thì em mới về nên em chưa vệ sinh được thùng nên là em chưa lên sóng cho các bác. Đấy, mới giới thiệu qua thôi. Còn về cái dòng mic này thì dòng bên này là tất cả là tay của nó là nguyên bản nha các bác nhá. Đấy, tay nguyên bản. Đấy, những cái tay bộ nào đẹp thì em sẽ lọc cho, còn nguyên bản nó sẽ như thế này nha các bác nhá. Bộ thay tay thì nói chung là nó sẽ cao hơn một chút. Đấy. Bộ này thì còn nguyên bản như này thì nó sẽ có một tí gọi là xước răm các bác nhá, xước răm gọi là hơi chút xíu thôi nhưng mà nó không ảnh hưởng gì cả. Đấy, đấy, nó chỉ xước một tí thôi. Đấy, đây là phần tay zin của nó. Dòng này thì tất cả là zin bản nhé các bác nhá, giỏ giết của nó cũng còn zin hết. Đây, giỏ của nó này, đấy, vẫn còn tên này, cái bông lưới ở bên trong này thì hiện tại em đang cho thợ đi giặt lại cho các bác. Đấy, giặt và tẩy khử trùng cho các bác. Đấy, các bác về hát cho nó yên tâm. Đấy, còn đây, rồi đây là tất cả là dọa zin của nó. Đấy, vẫn còn chữ này các bác nhá. Đấy, đây em đã tháo cái lưới và cái bông ở bên trong để em đi giặt và khử trùng lại cho các bác. Đấy, và tất cả côn mấy bích côn với lại tay này đều là zin nhá, zin hết nhá các bác nhá. Đấy, dòng này thì em cũng xin báo luôn cho các bác. Thì về cái mức giá thì đa phần cái dòng đây, dòng này. Đấy, tay tiếc của nó còn đẹp hết nhá các bác nhá. Đấy, nãy pin biết còn đủ này. Đấy, đủ hết nãy pin. Đấy. Đấy, các bác nào mà lấy cái dòng sơn zin nhá các bác nhá. Đấy, sơn xiếc zin như này thì em xin báo giá luôn cho các bác là 2.300.000 một bộ nhá các bác nhá. Tay sơn tay sơn zin này, đấy, sơn zin tất cả zin từ A đến Z luôn nhá các bác nhá. Và nãy pin còn hết nhá các bác nhá. Đấy, nãy pin dòng này còn hết. Đấy. Còn sang cái dòng mic titan này nhá các bác nhá, mic titan. Thì dòng này em đã được nâng cấp lên vỏ gọi titan rất là đẳng cấp rồi. Đấy. Nếu mà các bác nào chơi những cái bộ như này thì 2.600.000 nhá các bác nhá. 2.600.000 là nãy pin là còn nãy pin mà bị khuyết tật như thế này đấy thì chỉ có 2.500.000 thôi. Đấy, thì các bác lựa chọn cái nào thì lựa chọn nhá các bác nhá. Đấy, nếu mà các bác mà lấy những cái dòng mà nó bị gãy nãy pin thì là 2.500.000 nhá các bác nhá. Còn đủ tất cả nãy pin nhá các bác nhá, đủ tất cả nãy pin mà đẹp xuất sắc thì là 2.600.000 một bộ. Đấy, cái đầu thu thì không bàn đến làm gì cả nhá các bác nhá. Đầu thu thì nó nói chung nó đẹp, gọi là 9 cái như 10 thôi, mà 10 cái như 9 luôn. Đấy, đẹp luôn các bác nhá. Đấy, đẹp xuất sắc luôn. Đầu thu màu đen, nói chung là cái nô này của em về nói chung là cũng khá là đẹp. Đấy, về cái giá thì tất cả là giá là em đã bao đầy đủ phụ kiện cho các bác. Còn các bác nào mà lấy sớm thì em ở đây em có tầm độ khoảng tầm độ được chục bộ pin. Đấy, chục bộ pin. Đấy, các bác mà lấy sớm thì em sẽ khuyến mại cho các bác những cái dòng pin xịn, của pin sạc xịn nhé.
đấy, mà pin bãi nhá, pin sạc xịn luôn. Dòng này rất là trâu bò, và cái dòng bãi này chứ không phải cái dòng hàng mới bây giờ đâu nhá, cầm nó nặng như là chì luôn đấy. Bác nào mà lấy sớm thì em sẽ khuyến mại cho các bác pin đấy, bác nào lấy muộn thì khi em khuyến mại hết thì nó cũng sẽ cũng hết thôi nhá. Đấy, có độ chục bộ pin thôi đấy, bác nào đăng ký sớm thì em sẽ khuyến mại pin cho các bác. Đấy, mỗi một đôi mic thì sẽ được 4 quả pin nha các bác nhá. Đấy, mỗi một đôi mic sẽ được 4 quả pin đấy. Đấy, sớm thì gọi là còn, còn đến muộn thì em khuyến mại hết thì lúc đấy thì cũng hết rồi, nên các bác cũng thông cảm. Giá thì giá trên thì em sẽ báo luôn cho các bác là 2.3 triệu này đấy, cái này là 2.5 triệu và 2.6 triệu đấy. 2.5 triệu là gãy nãy pin, 2.6 triệu là còn đủ nãy pin đấy. Giá trên thì em sẽ báo luôn, khi các bác nào mà chuyển khoản hết thì bên em sẽ bao ship đấy, còn các bác đặt cọc thì bên em sẽ không bao ship nha các bác nhá. Đấy, thì hàng thì em là hàng em đã mở, em tháo cho các bác là tất cả đã quay rất là chi tiết đấy. Em là bán hàng mở, em không bán hàng linh tinh như là nhiều đơn vị bán cứ úp úp mở mở chẳng biết đâu mò đấy. Tất cả mặt hàng này bên em bảo hành cho các bác là 3 tháng nha các bác nhá, 3 tháng lỗi 1 đổi 1 luôn nha các bác nhá. Đấy, hàng gọi là cam kết các bác là bao zin, bao xịn cho các bác. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ qua số điện thoại em đăng trên bài, và đây là số điện thoại của em và địa chỉ của em, 0955 778 338 là số Zalo, số Facebook cũng vậy. Đấy, số nhà thì ở số 247C đường Ngô Quyền, phường An Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Số điện thoại thì 0955 778 338 và 0937 348 356. Đấy, bác nào ở gần thì cứ qua trực tiếp cửa hàng để theo dõi và tìm hiểu. Và sau đây em cũng xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và ghé qua kênh Audio Bình Nguyễn. Và các bác nào yêu quý kênh hãy để lại cho em một vài số like, nhớ đăng ký để tiện theo dõi những video, những mặt hàng mới nhất ở bên em được cập nhật hàng ngày cho các bác. Và sau đây thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.